Hai chào mừng các bạn đang muốn đá. Hôm nay đội cùng đến kết đội đàn đá với đội Ly gì nè. Tỷ số bắt đầu hiệp 2 được vài phút. Tỷ số hiện tại trên sân là 2-2. Hai đội đang giằng co thế trận trên sân. Cùng đến kết đội đàn với hai pha lập công của tập Ruben số 9 và của anh Tuấn Camat số 11. Hiển số 19 đang dốc ốc đang quan sát đồng đội có thể đột phá hoặc đưa về, đã quyết định đưa về cho số 17. Số 17 phối hợp với anh Cường số 24. Bốn người được tập Ruben. Ruben phá bóng cho Thiện nhưng không thể được chân của Thiện số 19. Anh bé số 17 đang không chế bóng được chuyền nhưng không thể tới được rồi. Đội bên kia tên gì ông tài hả? Không phải đội đổ trắng không biết à? Anh Lê à? Số 19 quyết định sút nhưng mà góc sút khá là hẹp, nó phải xây 190 mấy độ mới có thể sút được, chứ 180 là không thể uống vô được cái đó rồi. Số 17 đem đeo khăn thế lau mồ hôi các bạn. Tất cả các anh trên sân đều có độ tuổi 40 bốn mấy trở lên không các bạn. Anh thì năm mấy rồi, mấy anh năm mấy, còn bốn mấy thì cũng ít thôi, một vài người thôi. Đủ đội cụ năng thiếu của tao đàn này đã mỗi từ một trận ở các sân ở thành phố Hồ Chí Minh, sân cỏ tự nhiên các bạn. Đội được thành lập mang tính rất là nhân văn. Đã một tháng đá ba cái trận ở ba trận ở thành phố, một trận có thể là đi các bạn buộc phải phạm lỗi với tập Ruben. Với sự đột phá vừa rồi khéo léo của tập Ruben thì buộc đối thủ phải chạm phá thôi, không thì tập cũng có thể là đi sâu vào địa bàn. Đang đứng ở ngoài đường biết là anh Kiệt cũng là một trong những bầu của đội bóng. Đi sẽ thực hiện số 19 đi Misa, lấy Misa ra đi. Cái góc nào rộng rồi cho người chân bên đó đá. Đá đi Misa. Misa mang số 17 có thể sẽ thực hiện cái thứ này. Trời ơi Cường ơi, là Cường để cho Misa đá Cường. Ngoài sân kêu là anh Misa đá chưa, và anh Cường trong sân là kêu là anh Cường nên đá. Cường thực hiện quả đá phạt và thẳng hàng rào. Còn thiếu tao đàn này mang tính thành lập mang tính nhân văn các bạn, nhưng một tháng sẽ đi một cái tỉnh nào đó ở những sâu xa, những nơi khó khăn để làm công tác thiện nguyện. Những anh em đội bóng sẽ đá giao lưu một trận ở những cái địa phương đó, rồi xong là rồi sẽ với lực lượng đội bóng sẽ làm công tác thiện nguyện tại địa phương đó luôn. Rồi bạn buộc phải níu người rồi. Rồi cùng những chiếc tàu đàn ép sân liên tục. Hiệp 1 tàu đàn cũng rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng tuyến trên không thể ghi bàn vào lưới của
các bạn. Tôi cũng thiếu tôi là quy tụ với những anh em chơi một thời gian bóng ở một trong những cụ tiền thủ các bạn. Còn đội thì có anh Tùng là của Sài Gòn này, mấy anh khác thì của một chút rồi. Lập ơi, đứng lên tí nha Lập, coi chừng mà nhìn vậy nha Lập. Đó, mấy anh em lên trước bước Lập, cơ bản là có kỹ năng đá bóng rất tốt, tuy tuổi một số anh em là khá cao. Anh Tưởng hiện tại là 52 tuổi các bạn. Đó, người thực hiện chính sách vừa rồi này, số 10. Quay đi đừng biết là anh Tiệt cũng là 54-55 tuổi rồi. Anh Sa, mấy anh em trên sân đều năm mấy tuổi các bạn. Kẹp vô luôn bé, kẹp luôn bé. Đi nha. Căng luôn, căng luôn. Đi xa, anh đi xa. Không thể nào tới được tập với bên. Này tập với bên phát áo số 9. Về một chút rồi. Học viên bé số 3. Bé năm nay cũng năm mấy tuổi rồi. Đọc chưa rồi hả? Hay lắm. Thì ai đá chút đầu coi. Lập thủ môn hôm nay được đẩy vô sân đá tiền đạo các bạn. Anh nói giờ chưa, anh chưa đá trận nào trên sân, đa số là anh là thủ môn. Là thủ môn chính của đội của Tân Chí Đoàn. Hôm nay thì có tôi buồn rồi, thành công đang môn hôm nay thì tập vừa chụp hiệp một thì đẩy ra vai đá lên vị trí tiền đạo. Trận đấu phút vừa qua với những đường bóng xa dài của hai đội cắt rất tốt của anh Thiện. Wow, anh Lập thủ môn của đội của Tân Khiếu Tây Đàn hôm nay đẩy lên tiền đạo đã lập công. Đây là thắng đầu tiên từ lúc anh Lập tham gia đội của Tân Khiếu Tây Đàn. Đúng là cái kết cuối năm tuyệt vời của Lập. Rồi, giờ anh cũng đã xong nhiệm vụ của mình, anh chạy ra để thay vào một cái tiền đạo mới, đó là anh Tuấn Cao Mách số 11. Một kết tuyệt vời cho anh Lộc thủ môn của cậu Năng Khiết tôi đây. Đội bóng thì có áo số 5 mấy bên cánh trái của Năng Khiết tôi đang hậu vệ cái cánh trái là anh Quang, là người đầu tàu, thuyền trưởng của đội của Tân Thiếu tôi đang. Anh dẫn dắt đội bóng đi đúng hướng, đúng quỹ đạo, kết hợp với anh phá đạo thì lo về công tác thiện nguyện, còn anh Quang thì lo về công tác điều phối đội bóng. Anh là một trong những đầu tàu gương mẫu của đội bóng. Đội bóng thì có thêm một số bầu nữa là anh Phước và anh Kiệt, cùng với một số mạnh thường quân ở nơi hỗ trợ cho đội bóng về công tác thì chú đáo thì tốt. Của Năng Khiếu Tây Đàn đã nâng tỷ số lên 3-2 với pha lập công thứ ba là của anh Lộc. Cú sút vừa rồi của anh Tưởng đã dỡ công dọc. Bóng đi rất sâu giờ với đội dân khéo léo của anh Isa. Rồi đội bạn phải phạm lỗi trái vừa rồi. Trước bóng là anh Thiện. À, số 19.
sẽ thực hiện quả sút tiêu ngoài khu vực 16m50. Rồi đăng ký đội đàn với những đôi chân khéo léo điêu luyện buộc đối thủ phải chống trả quyết liệt. Những đường bóng chuyền dài vượt tuyến rất chính xác của tuyến dưới đưa lên tuyến trên được đúng cho mặt rồi. Sút của tập Robben rồi, tập Robben đã nâng tỷ số lên 4-2. Tập Robben đã ghi cú đúp ngày hôm nay. Thì đường bóng dội vào hay rau đưa ra thì Thiện đã nhả bóng cho tập Robben ghi bàn. Rồi những đội đàn hôm nay ép sân và phản công chính xác, những đường chuyền diệt tuyến không thể dây vào đâu được của tiếng dưới. Rồi một tiếng trên cả hơi đồng đội nên những cái đường có thể dứt điểm thì cũng những đội đàn loại phối hợp đồng đội với nhau nên chưa thể ghi bàn nhiều ở hiệp một. Hiệp hai đã đội đăng thơ thiếu tài đàn đã củng cố lại những tiếng sóc và hoàn thiện tốt ở đội hiệp hai này. Với khoảng 13-20 phút đầu thì đội của Năng Khiếu Đoàn đã nâng tỷ số lên 4-2. Anh Cường đi xa, tuy thể hình rất nhỏ con nhưng anh rất khéo các bạn. Rồi lại buộc đối thủ phải phạm lỗi nữa rồi. Thể hình không cao nhưng anh rất là dẻo các bạn, có thể đó là khoảng 1m50 thôi, nhưng rất nhanh. Tại một đường truyền diệt tiếng của tập Robben cho Thiện số 19 đột phát truyền rất đẹp cho tập rồi cho anh Tuấn Camat ghi nâng tỷ số lên 5-2. Đội cụ Năng Khiếu của tao đang hưng phấn hẳn lên, lập công liên tục với những đường truyền nhật tiếng rất chính xác từ tiếng dưới rất hay, khai thác tối đa những cái tiếng sóc của đoàn. Bóng trở về mặt xuất phát, tỷ số đang hiện tại chính xác là 5-2. Các bạn đang bế tắc trong những cách triển khai tấn công. Khó được qua được hàng thủ dày đặc của Năng Khiếu Tao Đang. 6 cầu thủ đang phía dưới đang hỗ trợ bật lót khá tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của Akitan TV. Kênh của mình là Akitan khoảng cách TV các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh. Cách đăng ký được kênh thì trên màn hình góc phải của màn hình. Các bạn nhấp vào chữ đăng ký để nhấn chuông báo thì những video mới sẽ liên tục được cập nhật. Rất tiếc trái vừa rồi anh Tuấn Camat đã thoát khỏi hàng hậu vệ, phá bẫy dịch gì. Đâm thẳng vào cung thành nhưng không thể đá qua được tay thủ môn của đội bạn. Cũng vừa rồi do ta anh Tuấn Camat nhưng không sao. Khi các bạn nhắm vào nút đăng ký bên tay phải thì nó sẽ hiện lên cái chữ đăng ký rồi các bạn. Thì đó là nhớ những bạn chưa có kênh YouTube. Thường mà các bạn sử dụng smartphone đều có kênh YouTube riêng hết với cái số điện thoại của bạn hay sai. Thì cái việc kênh nếu các bạn nhấp vào trong trên Facebook hoặc Zalo không được thì các bạn nhấp vào trên YouTube các bạn, viết chữ A viết viết qua A Kitan đọc sao viết vậy nha, A Kitan khoảng cách TV thì sẽ hiện ra cái trang kênh YouTube của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh và đăng ký kênh của mình.
những cái đăng ký, những cái like của các bạn là những nguồn động lực rất lớn để mình quay tiếp những cái video khác tốt hơn. Trước đây mình quay nó hay rung lắc, thì sự góp ý của các bạn mình điều chỉnh góc quay, góc ngắm cho nó tốt hơn và những cái đường bóng nó sẽ quay sắc nét hơn, truyền tải những cái thực tế trên sân mỗi lúc một rõ nét hơn. Đó là cảm ơn sự đóng góp ý kiến của bạn. Anh Misa chơi bóng rất khéo, ngày không thể và được 3 người bên phía đầu bạn. Ok, đăng ký tôi đang được thành lập cũng khá lâu rồi các bạn, khoảng 3 năm à. Trước đây thì cũng mang tên gác ra đây. Mình thì lúc đó mình chưa có gia nhập đội nên mình cũng chưa biết sâu hơn. Mình chỉ đã nói là 2-3 năm trở lại đây thắng à. Từ lúc mình gia nhập qua đội cũng thích tôi đang. Tuy mình không lớn tuổi, mình chỉ mới 40 thôi. Chơi với mấy anh là năm 4 mấy năm mấy không. Đó. Thì được mấy anh chỉ bảo dẫn dắt để mỗi lúc mình làm việc hơn và chơi mỗi lúc nó phù hợp với đội hơn. Mình chỉ có được cái là tốc độ thôi, chạy thôi, nhưng mà về cái thực chất thì không được đâu vào đâu hết. Rồi mấy anh chỉ bảo dẫn dắt nên trả được tài sẽ phù hợp với đội. Mấy anh rất tốt các bạn, trời người chỉ dạy rất là tận tình. Và tham gia đội thì nói chung là mọi người đều dìu dắt nhau, mỗi lúc mọi tiến và phát triển tốt hơn, rồi làm những công tác thiện nguyện mang tính nhân văn rất là tuyệt vời. Đó là một trong những đội bóng mà Tuấn Anh rất yêu thích, nhưng mà đã gia nhập với đội cũng khoảng thời gian năm nay rồi. Đó. Đội vừa đá bóng giao lưu, vừa sức khỏe, vừa làm những công tác thiện nguyện bổ ích, giúp ích cho đời và cho đạo. Đó những là những việc làm rất đáng hoan nghênh và khuyến khích để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, những cái khu vực vùng sâu vùng xa, những bé học sinh khó khăn. Đó là những cái việc làm rất hữu ích nha bạn. Đó nên những cái đội bóng như thế này và những công tác thực hiện và như mấy anh ở đây thì nên nhân rộng ra để có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn ủng hộ mình bằng cách là nhấp đăng ký kênh, nhấp góc phải màn hình và bấm vào giữ chuông báo, bấm vào cái nút chuông thì những video mình sẽ đưa truyền tải những video mới liên tục, các bạn được cập nhật liên tục. Mình sẽ quay truyền tải những cái hình ảnh thực tế trên sân. Mình thì về công nghệ mình không có giỏi các bạn, nên mình quay sao mình up lên y vậy thôi, nên mình không có biết chỉnh sửa trên này. Thì khi nào có thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ gặp nhắm và nghiên cứu thêm để mình làm những cái video nó tuyệt vời hơn, giống như những cái anh chuyên nghiệp vậy đó. Nhưng mà mình thật sự không có thời gian rồi. Mấy anh em đây đã đá vì đam mê thôi, những anh em đam mê bóng đá. Anh em thực sự nhớ ở nhà một tuần hai tuần không ra được sân thì rất là nhớ cái bóng, nên quên như vậy đã chơi rất là vui. Mình có những cái tổ chức như vậy đã rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn muốn ủng hộ mình thì bằng cách nhấm nút đăng ký kênh, nhấn like. Kênh của mình là Aki Tân Khoảng Cách TV. Cũng tất cả các bạn rất nhiều chúc cũng năm mới rồi, chúc tất cả các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, tấn tài tấn lộc tấn bình an, rồi giờ luôn đồng hành với đội bóng để ủng hộ đội bóng và làm những công tác nguyện giúp ích cho đời và đạo. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chúc các bạn năm mới có tài phát lộc, tất tài tấn lộc tấn bình an và mới nhiều sức khỏe. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.